Những ngày cuối năm, người trồng hoa kiểng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình trộm cắp hoa kiểng thường xảy ra nên người dân rất lo lắng và quan tâm đến. Càng gần Tết, kiểng tặc càng hoạt động mạnh mẽ. Chúng thường lựa chọn những chậu mai, hoa kiểng được bày trí trước nhà, thuận tiện ra tay. Thậm chí, một số người dân đã có sự cảnh giác, đặt cây kiểng trong sân, dù kín cổng cao tường, vẫn không thoát khỏi sự dòm ngó của bọn trộm. Chúng bất chấp leo rào, nhổ những cây lớn ra khỏi chậu rồi truyền cho đồng bọn. Hành vi hết sức táo tợn. Không chỉ nhà dân, các nhà vườn cũng không khỏi lo lắng. Do cái tình hình Covid nên cái lượng mà người khó khăn họ tăng cao á, nên đa số họ liều mạng hơn. Bây giờ có chủ hay không có chủ gì cứ sơ sẩy một cái là họ vô họ trộm những cái gốc. Họ canh mình ví dụ như buổi trưa mệt quá hay buổi khuya á, thì họ vô họ trộm trắng trợn. Nói chung bắt được thì họ phản kháng lại bằng cách là trội bột ớt nè, xịt sơn nè, xịt đồ cây nè. Gần Tết thì tình hình kiểm tặc nè nó căng thẳng hơn là ngày thường. Mình hết ngày canh đêm thì mình canh không nổi, đôi lúc mình ngủ quên thì nó tranh thủ đi ngang lượm được gì thì lượm. Mỗi năm thì cứ hơi người ngủ người canh, người ngủ người canh, bắt buộc là phải canh qua đêm. Tại rất là nó thường đó là trộm ban đêm thôi à. Thì ban ngày cũng có. Ở ngày lúc mình luôn mình đi ra đi vô á thì người chạy xe tới tấp vô cái chạy vô nó ôm cái chạy. Đó là chuyện bình thường ha. Năm ngoái là giống như là họ khuya khoảng chắc tầm lúc đó 3 giờ mấy họ lội sông vô rồi họ khinh những cái gốc mà do may là khinh cái một cái gốc nhỏ rồi họ quay lại trộm thêm một cái gốc nữa mà vô tình chó sủa quá thì lúc đó mình mới phát hiện là lúc đó mình đuổi họ đi họ không có phản kháng mà đã mất hết một gốc. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi và giá trị cây kiểng, tội phạm trộm cắp có thể đối diện với án tù, nhất là đối với các loại cây quý có giá trị cao. Nó vi phạm một cái điều 113 bộ luật hình sự về tội trộm cắp tài sản. Trong trường hợp cái tài sản đó nó trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 113 bộ luật hình sự thì sẽ bị phạt cải tạo không giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Và trong trường hợp trị giá tài sản cái kiểng từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Và trong trường hợp cái trị giá tài sản là cây kiểng mà từ 500 triệu đồng trở lên á thì sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Trước nạn cảnh tặc hoành hành, để tránh cây kiểng không cánh mà bay, người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng. Những người nhà vườn hoặc là chủ sở hữu cây kiểng đó nên cẩn thận, tức là tập trung vấn đề là làm hàng rào che chắn kỹ lưỡng, rồi có người trông coi túc trực, và thậm chí là cần thiết thì nên nuôi chó để họ canh giữ tài sản đó. Và quan trọng hơn nữa là mình gắn camera để phát hiện ai là trộm cắp cái tài sản đó để mà mình nhờ cơ quan thẩm quyền xử lý. Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp, việc chủ động bảo quản tài sản của mỗi người dân là cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cần mạnh dạn tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.